Kim Ngọc xin trân trọng kính chào cả nhà. Hôm nay là ngày 14 tháng 7. Kim Ngọc xin được tổng kết hai size. Size medium và size large. Kim Ngọc đã thâu xong size medium. Bây giờ Kim Ngọc sẽ đi vào size large. Vì tổng kết cho nên là những cái số nó sẽ không đi theo cái ri. Cái ri là gì? Là nó đi giống như từ A tới Z hay từ 1 cho tới 10. Ví dụ vậy. Nhưng mà không có nó lẫn lộn cái số. Cho nên các chị thương thông cảm và cho Ngọc biết rằng là cái số này các chị đã mua, đã coi trong cái video ngày 14 tháng 7 giúp cho Ngọc nha, để Kim Ngọc lấy hàng cho nó dễ hơn. Tất cả những cái áo ngày hôm nay Kim Ngọc sale cho các chị để các chị có thể làm quen với Kim Ngọc, và có những cái phong dáng của người ta thì Kim Ngọc sẽ không về phong dáng của người ta nữa, và Kim Ngọc chỉ lên phong dáng của nhà Ngọc mà thôi. Dạ vâng rồi, bây giờ Kim Ngọc đi vào. Đây là ánh kim, chỉ còn có một áo mà thôi, size large. Đây là size large cho các chị, ánh kim. Ngực 90 eo 76, 35 là một áo. Ánh kim loan. Ánh kim loan nha. Ngực 90 eo 76. Mình mặc với lại cái quần màu rêu như thế này các chị. Cái quần thì 10 đồng một quần ha. Còn cái áo các chị đã có quần màu rồi thì các chị lấy cái kim loan mặc cái quần đen, quần rêu hả? Quần rêu, quần xanh rêu ha các chị ha. Rồi, 35 đồng một áo. Áo này là áo dài đầm, có cái thùng, 5 triệu đồng một áo, ngực 90 eo 76, ngực 90 eo 76. Đây là màu vàng anh, màu vàng hoàng hậu nha, vàng chanh đó các chị. Ngực 90 eo 76, dài đầm, 5 triệu đồng một áo. Các chị mua 3 áo thì Ngọc phí shipping các tiểu bang ha. Ngực 90 eo 74, dài đầm, 5 triệu đồng một áo, dài đầm, 5 triệu đồng một áo. Đá tông sạc tông, dài đầm, 50 đồng một áo. Dài đầm ha. Giống như Ngọc đang mặc đây là dài đầm đó các chị. Ngọc đang mặc đây là dài đầm. Đó, Ngọc mới vừa đưa cho thợ cắt đây nhưng mà Ngọc chưa có thâu cái eo. Ngọc eo của Ngọc là 66, ngực 88, eo 66 nhưng mà Ngọc chưa có thâu cho nên đó, nó còn rộng ha. Này rộng nhiều lắm các chị. Đó, nếu mà thâu vô thì nó đẹp hơn ha. Mình không có thâu rộng nè ha. Đó, thâu vô thì đẹp hơn. À, thâu vô thì nó đẹp hơn. Quá sức tưởng tượng. Cho nên là cái áo này, eo này 72 lận, cho nên vì như vậy á là Kim Ngọc phải thâu ha, nhưng mà tại vì mình chưa có đi đâu á, mùa này đang mặc màu xanh cho nên Kim Ngọc chưa có đi đâu nên Kim Ngọc chưa có sửa. Nhưng mà mình mới cắt like thôi, tại vì chắc chắn là cái like của mình là mình phải cắt thôi, chứ còn cái eo thì Ngọc chưa có cắt. Nhưng mà Ngọc cũng lên like cho các chị biết rằng nhiều khi Ngọc chưa có sửa lắm thì nó sẽ ra như thế này ha, sửa vô thì đẹp hơn ha. Rồi sửa thì mình thâu ở phía đằng sau nha các chị. Bây giờ tại cái này cườm hai bên nó có cườm hết rồi cho nên Ngọc chỉ còn thâu đằng sau mà thôi, chứ không có thâu được đằng trước nha các chị, hai bên hông cũng không được luôn nha. Ngực 88 90 eo 74, ngực 88 90 eo 74. Dài đầm 45 đồng một áo. Tay von. Tay lửng như Ngọc đang mặc, tay lửng như Ngọc đang mặc ha. Nhưng mà cũng qua cùi chỏ nha các chị. Tay lửng nha. 45 đồng một áo, ngực 88 90 eo 74. Áo dài đầm như Ngọc đang mặc rất là thoải mái các chị ơi. Mặc áo dài đầm thoải mái lắm, không có cần phải mua thêm cái quần nha các chị, tại vì đó là cái thùng như vậy rồi ha. Rồi. Ngực 88 90 eo 74, tiếp tục dài đầm 45 đồng một áo. 45 đồng một áo. Tiếp tục dài đầm 45 đồng, size lót nha các chị. Ngực 88 90 eo 74. Những cái em này thì không sửa được đâu, có độ co giãn nhưng mà không có sửa, không có nới ra được nha các chị, mình chỉ thâu vô chứ không nới ra được. Dài đầm tiếp tục 45 đồng một áo. Dài đầm. Ngực 90, 92, eo 76, 78. Đây là 6 tà, 2 tà von trước, 2 tà von sau. Thùng là thùng lụa Mỹ. Mặc rất là gọn gàng, nghe 6 tà là hết hồn. Mặc dù 6 tà là mắc hơn cái 4 tà, nhưng mà bây giờ Ngọc chỉ bán có một giá mà thôi, 45 đồng. Đó. Hai cái tà von này họ kết rất là nhẹ nhàng. Không phải nhẹ nhàng, dày dặn chứ, nhưng mà đến cái phần đuôi thì họ kết nhẹ nhàng ở cái phần đuôi. Có cổ nha các chị, cổ 3 cm. 45 đồng một áo. Những cái em 6 tà này cái thùng của nó chỉ có một thùng thôi, nhưng mà cái thùng nó là thùng lụa Mỹ. Rồi. Áo dài đầm, ngực 90 eo 78, 45 đồng một áo, dài đầm xanh đen. Dài đầm xanh đen. Xanh than đó các chị, xanh than ha. Dài đầm 45 đồng một áo. Tiếp tục ngực 90 eo 74, dài đầm 45 đồng một áo. Dài đầm 45 đồng một áo, lượng giống như Ngọc đang mặc. Ha, lượng giống như Ngọc đang mặc form của người ta. Ngực 90 eo 74, 45 đồng một áo.
ngực 90, ai ngực 94, eo 78. Dài đầm cổ 5 cm, cổ thì họ vô dây kéo chỉ cái chân cổ thôi, họ không có lên cái sát chân cao. Dài đầm tầm ý 50 đồng một áo. Dài đầm tầm ý 50 đồng một áo. Đá tông sẹt tông. Dài đầm tầm ý 50 đồng một áo. Ngực 88 90 eo 74 76 có độ co giãn đó các chị. Ngực 88 90 eo 74 76 đây là áo dài, không phải áo dài đầm. Áo dài ha. Áo dài. 35 đồng một áo. Áo dài. Quên. Đá, kết đá tông sạc tông 40 đồng một áo. 40 đồng một áo các chị, 40 đồng một áo. Dài đầm. Đá tông sạc tông. Cổ lưới ren lưới trước sau. Các chị lấy ba áo thì Ngọc Phi shipping các từ ba ha. 35 đồng một áo. Tầm ý 4 tàng 90 eo 78. Áo dài nha các chị. 35 đồng một áo. Ngực 92 eo 76 35 đồng một áo. Ngực 92 eo 76 35 đồng một áo. Đây là cái bông ren đắp ha. Ngực 90 eo 76. Ngực 90 eo 76. Những cái em cườm kim sa, những cái em kim sa này, những em cườm kim sa này đôi khi nó sẽ ra ten, cái thì gọi là cái tấm kim sa nó sẽ ra ha. Khi mình hòa với trong nước thì nó sẽ ra một số tấm kim sa. Các chị mà thấy như vậy á, các chị cứ dập bình thường xong rồi các chị hen lên ha, sau cùng á khi mà sau hết xong rồi các chị hen lên rồi các chị lấy cái nước sạch á, các chị xối từ trên xuống dưới nha, xối cái chỗ nào mà nó có cái ten nó thấm, nó còn dính dính áo, các chị xối chạy nhẹ nhẹ cho nó bung hết cái ten ra nha các chị. Sau đó rồi các chị phơi trước gió cho Ngọc, để cho khi mà gió nó làm nó khô cái áo, nó sẽ bay đi những cái tấm còn lại đó, tấm gọi là cái nó ra những cái tấm kim sa đó nha các chị. Rồi nếu mà ấy mà khi các chị mặc á, có thể mình sẽ dùng cái lăn á, cái cây lăn á, mình lăn nó để mình lấy những cái tấm nó ra, và khi mình phơi trước gió thì nó khô, nó cũng bay đi mấy cái tấm kim sa đó nha các chị. Các chị đừng có lo, hồi nó khi mà ra phơi trước gió nó cũng sẽ ra. Quan trọng mình lấy nước mình dội nó ha, mình lấy nước mình dội những cái tấm cho nó rớt xuống hết nha các chị. Dội chứ sao cho rớt hết mấy cái tấm xuống, rồi sau đó mình phải lăn tới lăn lui mấy cái gọi là cái con lăn á, thì nó mới ra mấy cái tấm đó nha các chị. Nó dư đó, những cái tấm kim sa nó dư đó. 35 đồng áo. Có những cái ra, có những cái không. Có những cái tự nhiên nó ra ten trong nước vậy đó. Ngọc cũng không biết tại sao, nhưng mà mình đều có thể là dội cái nước và nó ra nha các chị. Rồi ngực 90 eo 80. Đây là áo đầm, không phải áo dài đầm mà áo đầm. Có nghĩa là Ngọc không có bán áo đầm mà tự nhiên họ gửi cho áo đầm. Có nhiều chị nói thôi Ngọc không bán áo đầm đi. Dạ không, có một cái đây nè. Đưa mẫu một cái đây mà Ngọc không bán là tại vì Ngọc chỉ bán áo dài đầm thì được. Đây nè, Ngọc đã mặc áo dài đầm thì ok, chứ mà áo đầm như này Ngọc không có bán. Cho nên Ngọc chỉ bán tặng cho các chị đây là 35 đồng một thôi nha. Đây là áo đầm lụa Mỹ. Ngọc không hề bán áo đầm mà họ gửi áo đầm 35 đồng một thôi bán tặng. Cái này là tặng chắc luôn. Cái này nó mắc lắm, Ngọc đâu có thích áo đầm đâu. Lên chức được cái áo dài đầm thôi chứ không thấy áo đầm thì thua. Người 92 eo 80. Trắng này 35 đồng một áo. Các chị giúp Ngọc lấy 3 áo giúp Ngọc ha, để Ngọc có thể phi shipping các tiểu bang. Các chị mà lấy 10 áo trắng thì chỉ còn 3 triệu đồng một áo. Lấy 10 áo chỉ còn 3 triệu đồng, Ngọc tính giá xỉ cho các chị chỉ còn 10 đồng một áo mà thôi. Các chị mua đi bán lại đi, tại vì cái áo này bởi 45 đồng mới bán được đó các chị. Ngọc không bán nữa, trên Ngọc bán rẻ cho các chị luôn, để các chị có thể mua. Tại vì cái tiền shipping đó, từ Việt Nam gửi qua 11 đồng một ký, và từ đây mình gửi đi nữa. Cho nên vì như vậy Ngọc bán tặng cho các chị, chứ thật sự là không có lời trong cái áo trắng này nha các chị. Đó, Ngọc bán coi như tại vì Ngọc về 500 áo, Ngọc bán hết cho các chị như vậy thôi, chứ còn thực sự ra Ngọc không có bán ở cái giá này mà có lời đâu nha. Các chị thương thông cảm, cho nên Ngọc chỉ bán ở cái giá 35 đồng để các chị mà mua giúp dùm Ngọc nha. Hai áo thì cộng Ngọc 10 đồng đó, Ngọc mới gửi được đó các chị nha. Rồi ngực 90 em 74 35 đồng một áo. Các chị mua bán hoặc phi shipping các tiểu bang chỉ 3 ngày các chị nhận được. Khi mà các chị gặp những cái trường hợp mà cái cổ nó bị gãy như vậy, các chị giặt xà bông cục. Các chị dập cái màu trắng nó dơ lắm, các chị nó dơ kinh khủng luôn. Các chị dập dùng Ngọc bằng xà bông cục á, xà bông cục màu trắng ha. Các chị chà
Xoa cái sà bông cục đó, tại sà bông cục có tẩy rồi, xoa tới cái chỗ nào giống như là phấn dư nè, hay là những cái cổ áo dơ như thế này, các chị giặt sạch sẽ xong, các chị hen lên cho ngọc xong, phơi khô xong rồi, các chị coi lại cái áo coi nó còn dơ chỗ nào không, mang ra tép. Giặt xong rồi, dơ sạch sẽ rồi, bắt đầu các chị bắt đầu giải quyết tới vấn đề cái cổ áo. Các chị lấy khi mà mình ủi đó, các chị để qua cái dạng siêu, ủi siêu đó, coi như là ủi theo kiểu chế độ mà warm hả, chế độ mà cái độ nóng của siêu, vải siêu á, thì các chị sẽ thấm nước, nước sạch ha, các chị thấm vô những cái chỗ gãy như thế này, đậm nước dùng ngọc, càng đậm càng tốt, đừng có khô nha, đừng có sợ nó ướt nó không ấy, dạ không đâu, các chị cứ ủi qua ủi lại cho ngọc, và khi các chị ủi thấy nó ra rồi thì thôi, nó ra cái lớp gấp này rồi thì thôi, còn nếu mà chưa thấy các chị mà cảm thấy cái cổ nó khô, lại tiếp tục ngâm ấy nước tiếp, sũng nước bên mặt trái mặt phải, ủi hai mặt dùng ngọc, nó sẽ ra. Nha, các chị đừng cứ sợ nó gãy hay là mang ra tiệm gì đó, có nhiều chị sợ đó mang ra tiệm đòi thay cổ áo, cái mấy anh tiệm anh biết á, người ta tiệm dry clean ta biết, nó cái này không phải hư mà chỉ cần ủi nó thôi, người ta dùng cái steam á, tại vì tiệm dry clean họ biết họ ủi cái nào nó ra, nhưng mà nếu ở nhà mình không đi dry clean, mấy cái này không cần dry clean thì các chị chỉ cần như vậy thôi, mình thấm nước và mình ủi theo kiểu là có độ ẩm, độ nóng nhẹ nha, để mình có thể nó ra được tất cả những cái này. Bao lâu được một áo? Ngọc hướng dẫn rất là kỹ cho các chị ha, để mình có thể có cái áo mình mặc cho nó vừa ý nha các chị. Ngực 92L76, 35 đồng một áo, 4 tà, 35 đồng một áo. Ngực 92L76, 35 đồng một áo. Hôm nay Ngọc tổng kết nhiều những áo trắng, tại Ngọc về 500 áo đó các chị. Từ trước giờ Ngọc nói các chị đã Ngọc về rất là nhiều áo trắng, cho nên giờ Ngọc bán rẻ cho các chị mặc. Ngực 92L76, ngực 92L76, tà Mỹ, 35 đồng một áo. Ngọc bán rẻ cho các chị mặc, để dành đầu tháng các thánh tự đạo, ngày lễ lòng Chúa thương xót, các chị mặc với quần đỏ dùng ngọc ha. Và đầu tháng nữa, kiệu dân hoa, kiệu ngực 92L76, dân hoa rước kiệu đầu tháng ha, các thánh tự đạo lòng Chúa thương xót, các chị mặc với quần đỏ dùng ngọc nha, áo trắng quần đỏ ngực 92L76, ra trường thêm sức, trở lại đạo, theo đạo thêm sức rửa tội, các chị đều mặc được áo này rước lễ lần đầu nha. Ngực 90L76, ngực 90L76 rước lễ lần đầu thì chắc là phải lấy cái size nhỏ thôi, mà Ngọc size small, Ngọc còn nhiều size small, tại vì size medium nó xuống size small đó các chị, cho nên Ngọc sẽ có size small nhiều lắm. Các chị cứ lấy 10 áo cho tất cả các size thì Ngọc sẽ tính cho các chị chỉ 300 đồng một thôi đó, nếu kiểu theo family của mình á. Ngực 90L76, ngực 90L76, tiếp tục cứ 35 đồng một áo, ngực 90L76, cổ 2 cm, cổ 2 cm là các chị, cái này có kim sa, thường là những cái màu trắng là kim sa nó ra, nó không có ra, một số cái màu đen nó ra các chị, một số cái màu đen silver đó lại ra ha, còn những cái màu khác nó lại không ra, những cái ten tấm kim sa nó không ra. Tại cái này gọi là kim sa trong nó không ra, còn kim sa đục quá giống như màu silver ha thì nó ra. Màu silver hay màu gold thì nó ra. Ngực 90L76 tầm Mỹ. Cổ 2 cm. Băm lông là một áo. Mấy cái này cổ kiềng nha. À cái này cổ kiềng đó các chị. Ngực 90L76 tầm Mỹ. Cũng vậy luôn, ra sau chút xíu ha, 35 một áo, lấy một cái mặc đặc biệt đấy các chị, màu trắng này giờ Ngọc sale xuống, các chị Ngọc về nhiều á, mà Ngọc không về cườm nữa, cho nên các chị cứ lấy để dành đi. Ngực 90L76, các chị không thích mấy cái cườm, các chị cứ thử tháo ra thôi, không sao hết á, tháo bớt nó ra cũng được nữa ha, cái này cườm tháo không có hư áo gì nha các chị, tất cả những cái áo cườm của các chị mà không thích cái việc tháo mấy cái cườm ra, tháo nhẹ ra nha, tháo mặt trái, tại vì cái này là họ nghệ nhân họ kết từng cái nó nhiều khi thắt nút không có, hoặc nó móc vào nhau nó cũng đứt đó các chị, chứ không phải là người ta làm ẩu đâu, nhiều khi người ta thắt nút quá, nhiều khi mình gỡ ra không khéo đó là cũng bị đứt. À, có đôi khi ẩu cũng có ha, mình nói vậy cũng không có đúng hả, đôi khi thắt nút ở chị thắt nó giống như là có một nút thôi đó, thành ra nó chưa đủ chặt, mà cái vải nó có độ co giãn, nhiều khi nó giãn ra cái nó xúc ra, cho nên nó phải thắt 2-3 cái, nhiều khi người ta chạy theo cái số lượng, người ta không thắt nút ở cái bên mặt trái cho mình, cho nên nhiều khi về mình phải dùng cái kim nhuyễn á để mình khâu lại đó các chị, mình phải lược lại những cái chỗ mà cườm nó bị rớt á để mình thắt nút lại nó
tầm ý. Bao lâu là một áo? Ngực 92L78. Ngực 92L78. Ngực 92L78 cổ 3 cổ 2 cm rưỡi thôi à. Cổ nhỏ ngắn truyền thống đó chị. Cổ truyền thống ha. Đây là những cái cổ truyền thống thôi, không có cổ cao đâu nha các chị. Chỉ có dài đầm thì mới có, chứ còn những áo trắng thì họ may cổ truyền thống thôi. Ngực 92L80. Ngực 92L80. Ngực 92L80. 35 đồng một áo. Bộ châm phong quần 2 lớp áo 4 tà. Quần thường thôi nha, quần ống thường thôi, quần ống váy nha chị. Ngực 90L76, 45 đồng một bộ. Quần ống thường nha. Quần ống thường thôi. Vải vải cùng tông, nó vải châm phong như quần 2 lớp áo 4 tà. Cái quần nó chỉ có thể mặc được tất cả những cái màu khác nha. Nó có những cái màu matching mình cần á thì mình mặc vô. Mua bộ á, đôi khi mặc bộ, đôi khi mình mặc với những áo khác ha. Bộ luôn. Bộ quần ống thường nha, 40 đồng một bộ, ngực 90L78, lụa Mỹ. Quần ống thường nha các chị, đây là bộ. Bộ thì Ngọc không có bán lẻ áo nha các chị. Đây là bộ Ngọc không bán lẻ, tại vì rất là khó tìm để mà nói là mua được cái quần cho nó giống được như vậy. Tại cây vải của người ta cắt thì mới là bộ nha các chị, chứ không phải tự nhiên Ngọc lấy cái màu cho vô đâu. Dạ không có đâu nha các chị. Cho nên bộ là bộ ha. Mình mặc cái quần bộ mình lấy mặc với cái áo khác được. Nhưng mà nếu mà nói rằng là tự nhiên xé nó ra để mà bán thì Ngọc không bán kiểu vậy nha các chị. Đó. Ngực ngực 90L78. Có kết kết hạp pearl đằng trước đằng sau luôn ha. Chỉ 40 đồng mà thôi. Tầm ý theo 35 đồng một áo. Tầm ý theo 35 đồng một áo, ngực 92L76, tầm ý theo 4 tà. Tầm ý theo 4 tà, 35 đồng một áo, ngực 92L76. Tầm ý theo. Tầm ý theo ngực 92L76, tầm ý theo 35 đồng một áo. Tầm ý theo. Theo rất là dày dặn, theo như con giống như theo tay vậy các chị, theo rất đẹp. Theo dày dặn đàng hoàng, theo đẹp lắm, Ngọc là thợ theo theo tay và theo máy đó các chị. Hồi xưa Ngọc có công ty xuất nhập khẩu đó, về may mặc và thêu á, thêu máy và thêu tay, cho nên Ngọc biết hết mấy cái này là như vậy đó. Ngọc có công ty xuất nhập khẩu qua Nhật, qua Pháp và qua Mỹ, cho nên vì như vậy Ngọc hồi đó Ngọc ở Việt Nam là Ngọc là cô giáo dạy trung tâm dạy nghề quận 3 đó các chị. Đó. Rồi Ngọc về Ngọc mở công ty. Ngực 90L76 rồi qua Mỹ cái trở thành coi như là báo già mới ghê chứ. Làm nhiều nghề lắm các chị ơi, nhiều nghề lắm. Ngọc có tiệc đồ cưới. Hồi xưa Ngọc qua Mỹ Ngọc có tiệc đồ cưới đó các chị. Rồi làm MC cho những đám cưới, chơi vui cuối tuần đi làm MC cho đám cưới. Rồi là trong đài truyền hình hướng dẫn nấu ăn, rồi make up, rồi cắm hoa, nhiều thứ lắm. Mà rốt cuộc cái đứng đây nè, nhưng mà vẫn không thành nữa. Ngực 90L76. Nhiều lắm mối tối làm không mà nghề Ngọc thấy Ngọc cũng nhiều quá. Cái nào cũng chút chút, không có nào giỏi hết. Tầm ý nha, bao lâu đồng. Tầm ý theo vấn đề. Còn cái này á là Thái Tuấn theo hả? 30 đồng một áo, ngực 90L76, chỉ có 2 tà mà thôi. Thái Tuấn hoa gió đó các chị. Thái Tuấn hoa gió theo 30 đồng một áo. Này Thái Tuấn hoa gió theo ha. Hoa gió theo. Theo máy thôi, theo lắc tay đó các chị. Gọi là theo lắc tay đó. Tầm ý theo. Tầm ý theo. 35 đồng một áo, tầm ý theo. Màu xanh rất là nhẹ nhàng ha. 35 đồng một áo. Ánh Dương Thái Tuấn, Ánh Dương Thái Tuấn 35 đồng một áo. Ngực 90L74, Ánh Dương Thái Tuấn 35 đồng một áo, phong dáng nhà Ngọc. Phong dáng nhà Ngọc. Ngực 90L74, ngực 90L74 phong dáng nhà Ngọc. Cái này bổ biết sao tự nhiên cái quần đi du lịch đâu biết còn mỗi áo không. Nha Xá 35 đồng một áo, Nha Xá. Ngực 92L78, Nha Xá. Ngực 92L78, Nha Xá thêu 35 đồng một áo. Nha Xá thêu 35 đồng một áo. Nha Xá thêu 35 đồng một áo. Tiếp tục Nha Xá 30 đồng một áo, ngực 88 90L74. Nha Xá kết nhẹ, các chị không thích tháo mấy cái này ra ha. Nha Xá chấm bi nha, Nha Xá. Nha Xá bi chấm bi. Ngực 88 90L74, 30 đồng một áo. Nha Xá. Tơ tằm quần ống váy. Quần ống váy ống rộng á các chị, quần ống rộng ha. Bộ nha, quần ống rộng 45 đồng bộ, ngực 92L76. Tay lỡ giống như Ngọc đang mặc.
cái này là cái dạng gì ta, cái dạng cái này vải Thái Tuấn nha các chị, nó gọi là cái gì á, cái vải Thái Tuấn nha. À, quần ống váy đó Ngọc xe xuống cho các chị mặc á, 192L76, quần ống nó gọi là cái gì Thái Tuấn, nó gọi cái gì là Ngọc quên rồi, nhưng mà vải Thái Tuấn nha các chị, Ngọc quên cái này rồi, lâu quá rồi Ngọc quên. À, để thùng bây giờ mới lôi ra, Ngọc lấy bộ rồi, ngực 92L76 bên size medium cũng có đâu, tại Ngọc lấy rồi. Cái này cũng vậy, Ngọc cũng lấy rồi. Nên size medium nó không có, tại có bộ à, mỗi cái có bộ à. Thái Tuấn nha các chị, hoa gió Thái Tuấn ha, họ có kết hạt pearl hai bên đây nè. À, để Ngọc xem coi cái này. À, quần ống váy nha. Ngực 92 L77 L, ngực 92 L76 45 đồng bộ. Quần ống váy nha, ống rộng nha, 45 đồng bộ. Kết hàng ngọc à, ngọc trai hai hàng luôn. Cái này là 55 đồng đó, bây giờ cũng còn 45 đồng. Thái Tuấn nha các chị. Mấy cái này cũng là vải Thái Tuấn ha. Đây là quần ống thường ngực 92L76, 40 đồng một bộ. Đây là bộ nha, quần ống thường. Quần ống thường thôi. Học sale xuống cho các chị mặc. Có kết cái cổ chút xíu, không thích tháo ra. 40 đồng một bộ, quần ống thường. Ống váy thì 45 đồng, ống thường thì 40 đồng. À, ngực 90L76, ngực 90L76, 25 đồng một áo. Ngực 90L76, 25 đồng một áo. Ngực 90L76, 25 đồng một áo. 25 đồng một áo. Có cái này là có cái quần tây thi hả? Quần tây thi 10 đồng. Tại nó đi matching với lại cái cổ ta may cái vải tây thi. Thật ra cái quần họ cũng may theo kiểu tây thi. Các chị có thể mặc cái quần bằng đồng cũng được không sao hả? Còn các chị không thích tháo luôn cái cổ ra cho Ngọc. Là một cái cổ kiền cho Ngọc. 10 đồng cái 25 đồng áo, 35 đồng bộ. Mua áo thì bán lẻ áo, cái này bán lẻ được. Tại cái nó không sao hết. Rồi, sen đá ha, 300 đồng một áo. Sen đá 300 đồng một áo. Sen đá 300 đồng một áo. Ngực 93L78, sen đá 35 đồng một, 300 đồng một áo. Ngực 93L78, sen đá 300 đồng một áo. À, ngực 90L74. À, nha xá Thái Tuấn 300 đồng một áo. Nha xá Thái Tuấn 300 đồng một áo. Nha xá ha, nha xá trắng. Nó như dạng tơ tầm vậy đó. Rất là đẹp, nhưng mà nó dạng thuộc dạng nha xá, không có độ co giãn nha các chị. Nha xá thì không có độ co giãn đâu. Ngực 90L74, Ngọc nói nha xá là sẽ không có độ co giãn nha. Nha xá không có co giãn. Đó sao lại vậy đó. Rồi, tơ tầm Thái Tuấn 300 đồng một áo, ngực 88L74. Đây là form đây là cái tơ tầm của Thái Tuấn, đây là form của nhà Ngọc đó. 300 đồng một áo. Màu tím nè, đẹp ha, mặc quần trắng. Vải Thái Tuấn, ngực 88L74, 25 đồng một áo. Đây là màu hồng ruốc, các chị mặc cho tuần thứ 3 của Giáng sinh và tuần thứ 3 của mùa chay. À, hồng ruốc này rất là trẻ trung, dành cho các em giống như các em ra các em gì trẻ hả, thiên chơi trẻ hả. Còn mình thì mình sẽ mặc vào cái mùa tuần thứ 3 của Giáng sinh và tuần thứ 3 của phục mùa chay đó các chị, gọi là mừng vui lên đó ha. 88L74, 25 đồng một áo. Cuối like nha. Vải lụa cắt len, vải cắt len à, cắt tân nha, 15 đồng áo. Vải cắt len mặc chơi thôi. Còn những cái áo này các chị lụa sò, các chị không mùa này mà nóng thì các chị cắt ngắn lên là cắt tân luôn. 20 đồng áo. Ngực 90L76 form nhà Ngọc, ngực 90L76 form nhà Ngọc tay dài. À, cái này chỉ có 20 đồng nè, có 20 đồng thôi nè. Tà nó bye bye theo gió nè đó, cắt ngắn nó làm cắt tân mặc đó, có 20 đồng thôi. Mấy cái này nè, cổ rất là mềm mại, cổ 5cm, chỉ có 20 đồng thôi. Đây, 20 đồng một áo. Ngực 90L78, ngực 90L78, 20 đồng một áo. Tiếp tục, biết em này cũng vậy, ngực 90L78, cắt đi về làm hai cái tà làm bao gối cũng được á. Làm cái hai cái tà làm áo gối cũng được, hay là cắt cho mấy em nhỏ, ai mà thợ may đó. Mình cắt cho mấy em nhỏ cũng được, có 20 đồng bạc thôi, Ngọc chỉ bán tặng thôi. Cái này á, các chị ấy là may cho áo dài cho con cháu trong nhà, hoặc là may những cái bao gối mình nằm cũng được.
Ngực 92 eo 76. Nói có vẻ sang tại vì nó rẻ quá thôi ha. Ngọc bán tặng cho các chị mà. Rồi 200 đồng một áo. Ngọc đã thâu xong size large. Nếu ai mà có thích những cái áo này, ủng hộ giúp dùng Ngọc đó, thì các chị gửi về những cái số mà áo dài ha, gửi về cho Ngọc số phone của Ngọc là 858-2059-616. Các chị gieo hay vemo cho Ngọc thì cái Ngọc sẽ gửi hàng trong ngày, từ 8 giờ sáng cho tới 4 giờ là giờ Cali. Cái Ngọc sống ở thành phố San Diego. Và các chị, mỗi chị đều có một cái mã số, cho nên khi mà những cái số đó các chị mua khách mới, thì khi các chị order hàng thì Kim Ngọc sẽ gửi hàng cho các chị. Thì Kim Ngọc sẽ cho các chị một cái mã số để biết rằng ngày hôm nay các chị mua cái áo này có số đo này, các chị về mặc thử đó, chị vừa với số đo này, thì sau này khi mà Ngọc về phong dáng nhà Ngọc, Ngọc lên hàng đó, thì Ngọc căn cứ vào cái mã số của các chị thì Ngọc sẽ biết rằng các chị mặc đó vừa hay không. Nếu các chị mua tặng thì các chị nói với Ngọc là mua tặng để Ngọc không cần phải đo nữa, để Ngọc không cần phải ghi cho cái mã số đó, thì sau này nhiều khi lấy lộn size. Cho nên nếu mà là size của các chị cho Ngọc biết rằng các chị lên pha xuống pha, Ngọc sẽ chỉnh sửa trong mã số của các chị. Ngọc cảm ơn các chị rất nhiều và Kim Ngọc xin hẹn gặp lại các chị trong những video sau. Tạm biệt các chị.